Alo. Long Trọ đây. Con còn 3 triệu. Cái gì? Triệu rưỡi thì mình thuê nhà vệ sinh ở phòng thoáng mát nha, khép kín. 3 chiếu. Phải 3 chiếu phải thay, lúc nào cũng có chiếu mới nằm. Thôi thôi rồi, 2 triệu 2 đi. Nga lằng nhằng. Đến luôn đi. Nhá, rồi, cất biển luôn đi, chốt luôn. Em chào anh ạ. Anh ơi, em thấy anh đăng thông tin nhà mình cho thuê nhà trọ anh. Đây gì? Cho em muốn thuê nhà trọ anh giá phòng như nào anh nhỉ? Nhưng mà có tiền không? Dạ, em có ạ. 3 triệu ấy. Ui, 3 triệu rồi anh, đắt thế. Đắt gì? Thôi 2 triệu rưỡi nha, thì em chuyển đồ luôn. 2 triệu rưỡi thì cơ mà đi ra mà thuê phòng vệ sinh à? Em vừa mới ở thành phố lên quê xin việc ấy. Dở à? Đây là thành phố chứ mình. À vâng, thì đây là thành phố, em ở quê lên thành phố. Biết đã được tháng lương ở đâu thì vừa mới bắt đầu vào làm ấy, anh bớt cho em một tí. Hai chồng. Hai chục là được một cái thẻ điện thoại đấy. Ảnh chắc thế. Thôi, anh bớt cho em 2 triệu 8 nhé, em chuyển đồ luôn. Thế đấy, cấm thương nhà quê vất vả từ phố ra tận Em cảm ơn anh ạ. quê. Nhá, thế xong rồi bê chốt nhá. Vâng. Có tiền sẵn đấy rồi đúng không? Em có đấy ạ. Đặt cọc. Vâng. Đặt cọc Đặt luôn. đặt cọc bao nhiêu ạ? Đặt cọc 2 triệu 8. Nhưng em còn có 1 triệu thôi, để đến cuối tháng em lấy lương em gửi lốt anh nhé. Thôi được rồi. Vâng. Thương thương cảnh nhà quê đấy. Vâng. Anh ngày xưa cũng là nhà quê ra. Vâng vâng. Nó công cảnh. Để đợi anh tí. Anh ô. Cứ có phải vừa nay gọi điện xuống để thuê nhà không nhỉ? Ôi thôi 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 thôi. Tao này đột ngột không có phòng nữa rồi. Thì biết rồi nhưng mà không giải thích gì thêm đâu. Từ từ tôi đột ngột mà không có phòng. Nhá. Anh ơi, có phải làm hợp đồng ký kết thì không ạ? Có chứ, hợp đồng đấy rồi. Anh ơi, em chào anh ạ. À. Anh cho em hỏi là ở trong dãy này còn phòng cho thuê không ạ? Dạ hết rồi chị ạ. Nhà của tao chứ nhà của mày à? Em vừa đặt cọc cho anh rồi ạ. À? Đặt cọc? Đặt cọc. Ê, giả luôn, tí nó giao dịch sau. Còn không anh? Nếu mà ấy bảo là còn thì vẫn còn, mà hết thì nó cũng đúng. Đấy. Khó hiểu nhỉ? Thế là tóm lại là còn hay hết ạ? À? Tức là Hết hay còn ạ? hết chị ạ. À, em mày kết đây thầy. Suốt từ sáng đến giờ, may quá là ở đây còn phòng. Anh ơi, thế mình cho thuê không? Đợi anh một tí nhé. Dạ. Dạ. Tớ lại thông báo nó lại đột ngột hết phòng rồi. Nhá. Anh ơi, lại đột ngột hết phòng Đúng à? Không, thế là anh phá vỡ hợp đồng, em phạt anh đấy. hợp đồng nào? Anh vừa bảo Hợp ký hợp đồng đồng. ký đâu, đặt cọc cái gì về tao thì thả chó nó đuổi đi bây giờ. Muốn đi gừng, đâu? Đấy. Hôm nay ít tiền đòi thuê phòng anh. À thế ạ. À. Anh ơi, thế anh cho thuê phòng bao nhiêu ạ? À? Thì 3 triệu. 3 triệu ấy ạ? Thôi chết. Thế thì e là hơi cao. Em Thế không có thuê bao được. nhiêu? Theo anh thì là bao nhiêu ạ? Thế là anh muốn bao nhiêu á? Vâng. Anh muốn là 3 vòng nó phải là 93 này, 60 và 100. Này. Không ạ. Ý em muốn nói là anh có thể bớt cho em tiền thuê phòng này là bao nhiêu ấy ạ? À bớt thì bớt sao được em. Ôi thế thì khó quá anh ạ. Sao lại Thôi khó. em xin phép anh ạ. Ok, thế này xin phép. Giờ Dạ. khổ quá thì Dạ. đã đến đây rồi thì mình có giải pháp chứ này. Nhưng mà em nói thật là 3 triệu thì em có đủ tiền thuê ạ. Thế có bao nhiêu? 5 triệu là hơn 3 triệu rồi. Không ạ. Ý em là em chỉ có 500 thôi ạ. 500 đi thuê nhà. Thôi được rồi. Ê, vào hẳn bên nhà to nhất này ở. 500 ạ? Vào bên nhà to nhất này ạ? Đúng rồi, một khi mà anh đã quyết rồi thì là không phải sợ gì cả. Ôi anh ơi, thế là được vào vòng bên đấy ạ? Nhưng mà anh có điều kiện đấy chứ không phải không đâu. Điều kiện gì ạ? Ở bên đấy là phải dùng chung rất nhiều thứ. Không sao ạ.
được ạ. Mặc dù là toilet khép kín. Vâng. Nhưng mà phải dùng chung toilet này. Được ạ. Phải dùng chung bếp này. Được ạ. Phải dùng chung một số thứ nữa, cửa kia các thứ không rồi. Không sao ạ. Ăn uống mình sinh hoạt chung ấy. Dạ không sao ạ. Không sao. Vâng, ngủ chung còn được mà anh. Ngủ chung cũng được. Vâng, ăn chung rồi thì ngủ chung cũng không sao ạ. Chắc chắn. Chắc ạ, dạ. Nhưng mà phải có một điều kiện nữa. Điều kiện gì ạ? Ở một người thôi. Vâng, chỉ một người ạ. Không được cho giai đến. Đương nhiên ạ, không bao giờ dắt giai đến ạ. Chắc chắn. Chắc chắn ạ. Chốt. Chốt ạ. Ngủ chung. Ngủ chung ạ. Ôi ơi, em ơi, em ở đâu đến vậy này? Thế chứ này. Thì bây giờ thế này nhá. Mày thế em lại gặp được anh. Thế để mà nó chắc chắn ấy. Dạ. Thì mình cứ phải là, gọi là nó phải có biên bản, nó có văn bản. Nó có à dạ đồng, vâng, 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 được ạ. Thì đây này, anh phải thêm cái điều khoản ngủ chung nhá. Vâng. Nếu mà có điều khoản ngủ chung á, 300. Dạ thôi ạ. Thôi 500 là được rồi ạ. Không thôi đấy, anh chủ nhà anh quyết định giá. Vâng vâng, thế thì 300 ạ. Vâng. Nhưng mà thêm nhớ cái điều khoản ngủ chung này, anh ghi đây là ngủ chung nhá. Vâng ạ, vâng vâng. Hợp đồng vâng. Chia thành hai bản nhá. Dạ. Có giá trị pháp lý như nhau đấy, chứ không phải cứ chuyện đùa đâu. Dạ dạ. Thì ghi vào đây chứ không phải cứ chuyện đơn vâng, giản. Vâng vâng, em biết ạ. Ừ. Cho xin tên bên A cái. Hòa Thị Lêu ạ. Hòa Thị Lêu á? À quên quên quên. Lều Thị Hoa. Chết đi đi. Em hay bị nhầm ạ. Cái tờ ghi vào đây bút xa cả chết. Vâng. Vẫn. Lều Thị Hoa. Rồi, thế các cái điều khoản đấy rồi. Vâng. Đọc lại nhá. Thôi, không phải đọc lại đâu ạ. Dạ. Ký đây. Dạ vâng.